Kính thưa quý vị khán thính giả, lúc 11 giờ trưa thứ Bảy ngày 28 tháng 2, Hội Xuân Ất Mùi 2015 tại thành phố Sacramento chính thức khai mạc. Cầu chúc tất cả quý vị, gia đình và quyến được một mùa xuân an vui và hạnh phúc. Chúng ta là những người tị nạn ly hương, nhưng mà vui xuân, hy vọng là chúng ta sẽ đem được niềm vui từ ở nơi hải ngoại này chúng ta đã có, đem về cho người Việt Nam của chúng ta được hưởng cái những cái mùa xuân mà ấm áp và tự do như chúng ta ở hiện tại trên đất Mỹ này. Thưa quý vị, đồng hương của chúng ta ở các nơi đã tấp nập đến tham dự hội xuân hôm nay, và đại diện chính quyền địa phương cũng như tiểu bang cũng có mặt để cùng vui đón xuân với cộng đồng Việt Nam. Rất nhiều trò chơi, các gian hàng bán đồ và các món ăn truyền thống của người Việt Nam. Có nhiều nơi trong hội chợ chăm sóc sức khỏe miễn phí cho mọi người. Điều đặc biệt là vào cửa tự do, quý đồng hương chúng ta vui xuân không phải trả tiền mua vé vào cửa. Thưa quý vị, hội xuân năm nay do Hội Người Mỹ gốc Việt tại thành phố Sacramento phối hợp cùng với các hội đoàn tại đây đứng ra tổ chức trong 2 ngày thứ Bảy và Chủ nhật để ghi dấu 40 năm cộng đồng người Việt tị nạn tại hải ngoại, để hình thành cộng đồng người Mỹ gốc Việt luôn luôn gìn giữ và phát huy truyền thống, văn hóa, tinh thần quốc gia, dân tộc, và giữ vững và vinh danh lá cờ vàng ba sọc đỏ thân yêu của người Việt tự do. Và nhắc là luôn luôn trong lòng lúc nào cũng hướng về quê hương, vận động ủng hộ và đấu tranh dân chủ nhân quyền cho Việt Nam và tham gia vào dòng chính của Hoa Kỳ. Vũ Nhân kính mời quý vị chia sẻ ước mơ đầu năm của Thượng nghị sĩ tiểu bang California và thông điệp của bà gửi đến các bạn trẻ trong năm mới. Quý vị, chúng tôi muốn là mình phải đoàn kết cho cộng đồng chúng ta, và trong cái đoàn kết tới đó mình mới làm mạnh được cái cộng đồng chúng ta và giúp cho con em và giúp cho gia đình và cho tương lai của cộng đồng chúng ta. Và cái đó là cái mong của Janet Nguyễn, mà chúng tôi sẽ đứng đó để giúp cho cộng đồng chúng ta và mình để còn đoàn kết chung nhau. For the younger generation, whatever you're doing, you have to come back, because at the end of the day, we need you to come back to help and serve our community. That's the only way we can come together and build a brighter future, not for only you, your family, but for the whole community at large. And so we're asking you to help and build our community. This has been a very, very exciting and wonderful day. I'm glad to wish the Vietnamese community a happy new year, and hope to be back a number of times. Thank you. Em và Võ Đường tới đây để biểu diễn giúp vui cho một mùa xuân của người Việt mình. Võ Đường Bình Định thành lập ở Sắc Tô được khoảng 5 năm nay. Vũ Nhân tường trình từ Sacramento. Xin thân ái kính chào quý vị, xin hẹn lại quý vị trong lần phát hình kỳ tới.